sẽ dạy cho mọi người cái các loại cơ bản trong Linux. Ok, đầu tiên chúng ta cần VMware Workstations rồi đây. Mình chạy con Linux từ này. Restore là cái máy ảo. Ok, đây là các cái trình soạn thảo ghi đấy, các cái nút như sau đó. Rồi bây giờ list đây là sinh rồi đấy chưa, ở slide ở cái tài chương này rồi. Ok, cài đặt cơ bản thì trong ở đây là cái dynamic IP address thì là cái IP address, địa chỉ IP của cái máy bạn á, 192.168.1.x đấy, là cái dynamic IP address, và cái dynamic là cái kiểu như là cái máy admin nhé, như vậy. Còn cái ở đây còn đây là dynamic IP address, như là cái PC laptop hai cái khác nhau ấy, thì x đây này nhau đấy. Còn switch là một cái cột, cái bộ mà kết nối giữa các user và cái server và cái router của internet. Thì đây là switch, nó sẽ kết nối đến cái server, thì server ở đây thì nó sẽ đặt cho cái thằng static IP address, là do thằng người cấp quản lý cái server này. Và cái router ấy, thì cái node internet ok. Còn mô hình học tập thứ hai ở đây, bạn thấy trên này bên dưới này nó khác nhau chỗ duy nhất thôi, đó là thằng đây này có cái đây nào không có cái top đây, mà dưới này có cái kết nối đây thì nó cũng ok thôi, như nhau cả. Thứ ba là cái thằng suy không có cái đó server server phải tới internet cho nó router mà tới switch đấy, tạo máy ảo VMware. Thì cái máy ảo VMware chuẩn bị ok. Bây giờ mình sẽ tạo lại nha. Tạo giờ là tạo, ta sẽ lấy cái new virtual machine ở đó try main. Rồi tiếp đó là chọn vào I will install system. Next. Và sau đó là chọn đến Linux ở CentOS 64. Rồi next. Tiếp đến là chọn đến CentOS
À, vậy sao tôi biết đây ngồi đi ở rồi. Ok. Ở cái này là nào? Đặt là xóa một số cái ghi cho máy ảo rồi tạo máy ảo viêm ra mình cho để phóng ghi đi ha. CD, DVD thì chọn GVS, iOS, ESO. ESO này. Thế bằng thiết lập network adapter, bridge và nhấn cloud cho finish. Cloud ok sao chúng ta khởi động chạy này rồi khi nào khởi điều hành CS thì nó thành công. Sau khi mà máy lên chạy ok thì ở đây chúng ta cài đặt setting thường thôi. Tớ phải server with Keyboard thì ok and twist ok install ok software thì chúng ta để server switch UI là dành cho người mới rồi đây là install này bạn vào đây bạn cứng theo nhu cầu chỉ được tự động rồi.
name. Sau đó thì chúng ta sẽ bật cái chế API đây. Rồi cài đặt để điều hành CentOS. Chạy thôi. Rồi đối password chúng ta chọn là 123456. Xong rồi bây giờ chúng ta cái chưa next mà chúng ta hoàn thành đến cặp ba đấy rồi thôi nâng cao thiết lập IPv4 nhận MP đọc từ server IPv4 trùng ở lớp ba ông bạn đang dùng máy thật. Ok, qua bước này mình bước với sinh information networks sẽ sửa network sau thì hành CNH Linux rồi thì hành tạo kết nối mạng và nhấn finish config operations để hoàn tất cài đặt cho nó vào thôi. Ok. Đó, đây lên một xíu nhỉ. Trong khi đó thấy đây là một số cái có lẽ là kiểm tra kết nối class server ping gõ Windows R. Sau đó là comment D nhấn Enter gõ ping IP server Linux. Nhấn Enter. Kiểm tra cái nói là server CNS để các bạn mình sau Qt SH QSL desktop nhân cao điều khiển server Linux tại Qt see.
Ok, mình không tải được cái này. Không sao. Ok, nó tải là xong rồi đó. Cái server Linux thì đây, nó nhập hostname hoặc IP address cho bị IP của server CentOS tại Linux hoặc từ port 22. Đây, chúng ta tạo port dùng để kết nối SSH. Open thì bắt đầu kết nối là một xí chạy xong nha. Ok, tạm bảo nó phải làm sao rồi. Sau mình sẽ đặt mạng key trong lúc như thế ở open.com đây luyện cờ vua nha. Rồi, đây hôm nay ok log in. Ok. Thư mở. Turn to place. Chỗ lúc cãi này, lâu quá này, mà phải chờ một cái cửa. Biết là ai đây mình đi sau à.
Anh bạn này chơi ẩu quá. Như gì tiếng qua hết đây đây rồi. Tập vô đây luôn là đúng kế luôn. Đúng rồi. Xe phải xe. Yeah. 10 phút mới nè. Sai quá sai. Bình tĩnh thôi bạn ơi. Okay. Dùng để tận vào
Don này. Network thì nó sẽ vào phần context. Ok, thì chỗ IP thì báo là chuyển từ automation thành tính nha. Là thêm cái cái domain này. Đây. Đó thì chọn và thêm một cái tính 8 6 8.1 không phải ok vn là 88 2 1 100 đây 1 chưa rồi DNS 8.8 rồi ok bây giờ là xong thì chúng ta sẽ đóng cái này lại đúng không S. Còn chữ gì ta? Cửa có chữ sếp mà. Ồ, bị sao vậy ta? Xếp rồi còn phí liệu lần đây nó vẫn ra hiện ra này đấy lấy con business conversion mình em sắp đánh nó luôn. Con ơi. Con ơi. Nó hào ơi. Nó hào nhưng mà chưa thua. Rồi, ok thì ở đây chúng ta vào trong cái cài đặt xong rồi như là vừa vào thôi thôi nhưng mà giờ là vào đây là một cái user cài đặt nó đi thì đây rồi giờ nó đi nhé starting CNS Linux. Tôi dựng lập user này quay message user admin nature rồi next skip just rồi ok thì ở đây do mình không có mình không có cài đặt user này là cái admin nên là bây giờ mình mới vô cài đặt nó nha. À, không biết cài đặt được không. Đó. Đó. Đây.
sơ. Chúng ta thêm connect cái nó mạnh được ta. Rồi bây giờ mình bing cái trẻ địa chỉ IP này. Bây giờ xem địa chỉ IP với trên terminal. Rồi đây view mình sẽ cho cái number size đấy không có sao terminal đi. Rồi là sao giống màu đen ta. Vừa là gọn nhất rồi. Jimmy Gmail. Mình muốn màu đen. Đó, IP. Được ta. À đi. Đó, nó ngọc. Copy the ship control C, pass the ship control V. Rồi IP đó linking profile enter name default này rest rồi ok quá là ngầu luôn. Sắc chuối scroll comment đây là phải terminal mà đây là chúa đấy god đấy không thằng 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 chuối god cho ok ok sao nó lại chơi màu xanh này? Oh my god đấy, tôi cũng thích cái màu xanh này tôi hơn. Next color background tôi sẽ tắm tí thôi. Rồi màu đậm đỏ color lại thì màu vàng kia thì màu rất là nhiều mà.
tím. Tôi muốn làm một đăng sao kia. Quá đẹp quá rồi, thì trong cái chơi video này ta sẽ chạy cái nào vậy thôi. Trước tiên đổi cái tay terminal đi, tay không hợp không đẹp. Rồi ok, thì đây một cái IP rồi ok bắt giờ chúng ta vào ipconfig. Get how to use IP address in my SaaS OS. IP config, IP rest, IP A. IP address, IP config. Hết em chửi. Nó đang chạy đấy. Rồi bây giờ chúng ta lấy được IP của chúng ta rồi. Ghi IP sang IP này đi. Đấy. Copy. Và sẽ pin chi link tới nó. Pin chi link tới nó. Ok. Yeah, pin chi link. Ta mở cái pin ra. Mà đảm bảo cái này cái nói đây đấy nha. Rồi. Đây. Nó có Google luôn kìa. How to install Google. CNS 7. Rồi cái này chúng ta chỉ sử dụng máy dòng duy nhất nè. Get rồi ok.
tiên triangle rồi. Ok, chấp nhận đồng ý rồi. Thái này. Họ này lên. Ship về này. Rồi. Đây. Đang tải gì? Tải toàn bộ mấy dòng này nha. Theo và sau đó thì install cái Chrome web browser trên CMS. Ok. Đấy, nó tải được 2%. Này, có cái đó mạng không? Rồi, có cái đó mạng. Cái đó nào mình biết nó cái có cái đó mạng rồi nha. Bây giờ mình sẽ về trong máy của mình, máy của mình sẽ ping lên cái ping 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 nó ping lên 192.168.17. Trả về nha. Bây giờ mình tính dùng 200 đi. Cũng trả về. Bây giờ là cái comment ảo ấy. Để cái thì bạn có thể thấy ở đây là cái này. Đây là một cái tỉnh. Tỉnh ấy nè. Ok. Trong này là cái IP à. Address 1.20. Hay ông cái terminal khác APA. Rồi ở đây thì bạn thấy là bây giờ đây nó đang là index là 1.8.100. Để xem nó có cái gì mà khác ở chỗ là thằng này là chọn cái này. Không dây đó cái này, này đây thì trong cái này không dây đó rất ngắn, chỉ còn nếu mà pin nó một thằng nào đó mà nó không có xác định là không phải kia thì hãy có tối đa đấy. Có thời gian yeah. Còn là pin này 100 này luôn là ít, rất là ít thì nó ở trong máy. Đấy. Rồi. Ok. Đợi khi mà đã nó tải thành Google về thì chúng ta sẽ chạy cái channel kiểm tra cái node client server. Đấy. Bằng cách dùng là channel trên client window. Đấy. Ok là channel. Channel. Đến địa chỉ đó 192.168.
24. 24 này. Phải không đó. Có cái tail nest thì sao vậy? Cái tail nest không có tail nest thì cái tail nest. Vào program and feature. Còn cho bắt nhờ á. Rồi, đến program. Đến program filter. Sau đó là trên window off này. Rồi, bây giờ chọn vô cái test plan. Tail nest plan. Rồi. Ok. Cho nó tải. Tải xong. Dạ. Hẹp. Rồi. Xong. Đã attach. Đã. Ok, đây là tải xong rồi. Bây giờ theo next. Ồ, tải thế nhỉ. Wow. Từ sao. Connecting. Sai này. Oh, what my God. Hai mươi. Không được. Hai mới được. Connecting to first lock. Đóng cái. Nó tiếp đi. Rồi, bây giờ thì nó được đi server Linux thằng Beauty nha. Beauty chúng ta sẽ mở Beauty lên. Ok, Beauty. Rồi, sau đó thì ở đây chúng ta sẽ mở cái hostname này. 2 S-Hash. Rồi. Sau đó thì Open Yes Accept. Rồi. Đây lưu ý chúng ta không thể tiếng Việt. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ login S-Trust tiền thật thành công thì là ok rồi. Rồi
Firewall trên Linux thì chúng ta sẽ tạo một cái tường lửa. Này đang tải luôn, 4 phút 49 giây, rất là lâu. Không phải. Rồi, thì chúng ta mở cái PT lên. Tải cái System Status Firewall. Ok, System. Có nghĩa là cái này đang chạy này. Bây giờ có lại trên nhưng mà stop. Ok, mình đã dừng nó rồi. Bây giờ mình sẽ chạy cái status xem lại nó có hoạt động không. À, Firewall này đã bị tắt rồi. Nó không có màu xanh là đã bị tắt rồi. Thấy chưa? Đấy. Rồi. Theo là chúng ta sẽ cần cái task khởi động lại. Ok, bây giờ trả lại status phải là running nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ disable và enable nó. Xem status này là disable. Có cái gì mới vừa thông báo đây vậy? Beauty không còn nhận nữa ha. Tu lịch chạy. How? Beauty. Network error software cause change the power. Oh my god. Hello. Process. Ở đây chúng ta làm thế nào để có hình proxy như mấy chủ proxy mấy chủ đóng vai trò trung gian các yêu cầu từ mấy khách tìm kiếm đường truyền internet. Ok.
Đó vẫn đúng rồi. Sang PT không có vào được ta. Thôi hai chấm một sáu ba chấm một chấm chấm chút một hai ba bốn năm sáu tớ rồi hết thò thôi hai quạt đường lửa đang chạy rồi rồi bộ tải lau vậy cứ rồi ok tiếp theo là anh hiểu tiếng người ta chịu lâu quá người ta thoát luôn rồi mạng. Rồi ở đây thì cấu hình hostname định đặt tên cho mấy chỗ partners at CTL đấy xem tay ok và xem tay đúng không hostname CTL đấy thì cái hostname nó là phần Local, computer, VPN, rồi internet, rồi hostname, JS, rồi đây là hostname, rồi đây, đây là local, test, NPC. Cái cách nói là mà nó ổn định không ta Telnet chỉ hai chấm một sáu trăm chấm một một trăm khi nói bằng Telnet nó ổn định không không ví dụ bây giờ nói với thằng sao mà được cười kết nối cái chỗ nào default setting nó với SCP temporary session cho nghĩa là cái chuyện sao có hiện cái hàng
ODP được không? Ok, thì đến phòng bữa thi thì sao nha mọi người? Đây mọi người, thì phần sau mình sẽ hướng dẫn mọi người tới đi xong rồi khiển luôn, điều khiển được cái thằng tới này, biết được xem được tường lửa là như thế nào, kết nối đây rồi sẽ tên máy chủ touch name CL rồi cho hình touch name vâng.